tạo ra những dấu ấn cho hàng công. Đó là bàn thắng mở tỷ số rất đẹp mắt của Ben Khang Cát. Tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm và người ghi bàn đó là số 17 Nguyễn Thị Thúy Vân. Tình ghi bàn cực kỳ bất ngờ khi mà Thúy Vân tung ra cú dứt điểm trái phá, không cho thủ môn Nguyễn Thị Quyên có bất kỳ cơ hội nào để cản phá cả. Số 10 Lý Thái Phụng của bên phía Cool Lady sẽ rời sân. Chúng ta sẽ xem lại cú dứt điểm rất căng của Thúy Vân vào lưới của Cool Lady. Kim Anh đối đầu với Khánh Ly. Thành công! Bàn thắng gỡ hòa dành cho bên phía của Cool Lady. Một tình huống dứt điểm vào ngay giữa khung thành nhưng bóng đi quá căng và không có bất kỳ cơ hội nào dành cho Khánh Ly cả. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo trắng rất nguy hiểm, không vào. Như vậy là bóng đã qua vạch vôi và bàn thắng đầu tiên của giải bóng đá nữ 7 người vô địch quốc gia Cúp Thiên Khôi 2024 đã xuất hiện. Trần Thị Quỳnh, chính số 88 đã tự mình kiếm về quả đá phạt và cũng chính Trần Thị Quỳnh là người đã ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu. Cú đá phạt rất điểm. Pha bóng đón đầu chính xác của Đào Thị Hiền, cú đá từ rất xa, 2-0. Đây rồi, siêu phẩm đầu tiên của giải đấu. Một cú đá quá hay đến từ đội trưởng, chính xác hơn là trung vệ số 16 Đào Thị Hiền. Một cú quăng chân, bóng ghim thẳng vào góc xa và không cho thủ môn Phạm Thu Hòa một cơ hội nào để cản phá. Vẫn là Trần Thị Quỳnh, rất cố gắng, chuyển tốt, lại là cơ hội đối mặt, dứt điểm, 3-0. Bàn thắng thứ ba cho cầu thủ Nói U. Bây giờ thì những sự điều chỉnh của huấn luyện viên Chu Đức Hiền đã phát huy tác dụng. Pha xâm nhập khôn ngoan vào khu vực trước vòng cấm của cầu thủ SV Sư Phạm. Và Bùi Thị Hằng là người tiếp theo đến tên mình lên bảng tỷ số của cầu thủ Nói U. Đánh đầu, khá khó chịu. Đây là cơ hội, khá lộn xộn. Vẫn còn. Bóng từ từ lăn vào lưới và 4-0 cho các cầu thủ NEU. Trọng tài Sơn Trà đã xác định đó là bàn thắng. Pha phòng ngự hơi lúng túng của các cầu thủ SP Sư Phạm và họ đã phải lần thứ tư vào lưới nhặt bóng. Rất nguy hiểm và đã có bàn thắng dành cho Phú Đồng Bến Tre. Một tiểu lộn xộn trước khung thành và người đã tận dụng cơ hội kịp thời đó là cầu thủ mang số 5 Bùi Thảo Vi. Phản công dành cho Phú Đồng Bến Tre, tốc độ là rất tốt. Dứt điểm này, 2-0 dành cho Phú Đồng Bến Tre. Cú dứt điểm treo góc rất nét của số 18 Tuyết Lan. Một tình huống 3-1 và Tuyết Lan đã cực kỳ quyết đoán trong cú dứt điểm của mình để mang về bàn thắng thứ hai dành cho Phú Đồng Bến Tre. Chúng ta sinh ra từ đất mẹ, trưởng thành nhờ đất mẹ và vinh danh trên đất mẹ. 35 năm một hành trình cùng đất mẹ. Quả bóng Terra với cấu trúc hoàn toàn mới. Bền bỉ hơn nữa, tốc độ hơn nữa, nhiều bàn thắng hơn nữa, vinh quang hơn nữa. Quả bóng động lực UVI 2.07 Terra tỏa sáng nơi đất mẹ. Tôi dành cho Phú Đồng Bến Tre 3-0. Thủ môn phối hợp đá phạt góc nhẹ nhàng nhưng đơn giản và mang lại hiệu quả tối đa dành cho Phú Đồng Bến Tre. Hãy cùng xem lại tình huống phối hợp rất nhẹ nhàng này của bên phía Phú Đồng Bến Tre. Hàng thủ của Đại Nam dường như đã bị khựng lại. Rất nguy hiểm và đó là bàn thắng thứ tư dành cho Phú Đồng Bến Tre. Điều gì đến cũng phải đến khi mà áp lực mà Phú Đồng Bến Tre tạo ra là quá lớn. Và cuối cùng thì trung phong mang áo số 20 Lê Thị Thủy Trang cũng đã có bàn thắng cho riêng mình. Hãy cùng xem lại pha bóng này và lại là một pha bóng có dấu ấn của Tuyết Lan. Đường chuyền quá đơn giản và cú dứt điểm liên tiếp
Tình huống che chắn không thành công. Đây là Tuyết Lan, cú dứt điểm ngay. 5-0 dành cho Phú Đồng Bến Tre. Và đó lại là pha lập công của Lục Thị Tuyết Lan. Một màn trình diễn chói sáng của Tuyết Lan. Quá ấn tượng từ vị trí của số 18 bên phía Phú Đồng Bến Tre. Cú dứt điểm vào góc gần và không cho Lệ Trì bất kỳ cơ hội nào để cản phá cả. Tuyến hai có bóng, cú dứt điểm ngay. Đây là cơ hội dành cho Trần Thị Hương. Vẫn là Trần Thị Hương. Và đã có bàn thắng thứ 6 dành cho Phú Đồng Bến Tre. Một tình huống xử lý ấn tượng của Trần Thị Hương. Cầu thủ mới vào sân thay người ít phút mà thôi. Phút thứ 49 của trận đấu và tỷ số đã được nâng lên thành 6-0 dành cho Phú Đồng Bến Tre. Quá khó dành cho Lệ Trì. Pha đá lạt tam giác cực kỳ ấn tượng của các cầu thủ áo xanh và tuyệt vời. Một bàn thắng quái của những cựu tuyển thủ quốc gia bên phía quê lúa. Cảm tưởng chúng ta như đang xem một trận đấu sân 11 vậy. Những pha ban bật trung lộ, sau đó làm đường tạt bóng cực ngọt. Đúng điểm rơi, đúng vị trí. Và Khánh Ly là người ghi bàn thắng đầu tiên của quê lúa. Là một trong những ứng cử viên trong ngôi vô địch. Chuyển tốt, Quang Người dứt điểm. 2-0. Vũ Thị Nhung là người tiếp theo đến với mình lên bảng tỷ số. À, chắc chắn cô đang là người được chấm điểm cao nhất ở thời điểm hiện tại. Một kiến tạo với bây giờ là một bàn thắng. Số 8 bên phía quê lụa đó là đội trưởng Đào Thị Miễn. Nguy hiểm. Tỷ số là 3-0. Bây giờ thì tiếp tục là một pha kiến tạo nữa của Vũ Thị Nhung. Và lần này thì Nguyễn Thị Muôn đã có được bàn thắng đầu tiên. Tình huống di chuyển cực kỳ khôn ngoan. Và một pha ta lồng nhẹ nhàng, tình cảm, dũng cảm, ấn tượng. Cứu thua cho cao thủ UPS 1. Nhưng đây là cô Khánh Ly. Vẫn là Khánh Ly, bình tĩnh. Khánh Ly 4-0. Cú đúp dành cho số 26. Ngay sau đó thì một lần nữa Luồng Áo Vàng lại không thể chống đỡ thành công. Sự bất lực của Dương Mỹ Hòa trước pha xử lý quá bình tĩnh của tiền đạo màu số 26 bên phía quê lụa. Thi đấu rất ấn tượng. Nhung Nhung cắt bóng tốt. Điều chuyền. Cơ hội để hoàn thành cú hat-trick. 5-0. Cú hat-trick dành cho số 26 bên phía quê lụa. Nguyễn Khánh Ly trở thành cầu thủ đầu tiên lập được hat-trick tại giải bóng đá nữ 7 người vô địch quốc gia Cúp Tiên Khôi năm 2024. Trần Thị Lan Anh đối đầu với Thu Trang. Lan Anh chính xác. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-5. Đá phạt đền chắc chân của số 19 bên phía UPS 1 xuất hiện và ươm mầm cho bóng đá. Lê Cổ cho Đào Thị Miễn. 6-1. Lúc này thì Hương Thảo đã rất xuống sức và không thể theo kịp được Đào Thị Miễn. Rất dễ dàng để số 8 có bàn thắng đầu tiên sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ. Cú đá ngay. 7-1. Bàn thắng tiếp theo của Vũ Thị Nhung. Này là một tình huống không khác gì penalty. Và dường như nhận ra thủ môn Dương Mỹ Hoa chưa kịp lui về.